là tôi xin chào tất cả các anh em thủ đam mê cá từ Mỹ Quốc. Hôm nay tôi định một clip gồm 37 mấy câu nha anh em. Thì 37 mấy câu cá này có xây từ xây 2.000 đến xây 14.000. Tất cả những hàng này hàng bãi nha mọi người. Rồi đếm vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nữa, bảo không lép lên đó sẽ dừng lại. Rồi cảm ơn anh em. Đây là máy thứ nhất mình tham khảo. Thì con máy thứ nhất em lên cho mọi người là một con máy đua chuột cho anh em. Đây một con máy đua chuột. Thì con này của Rumit, thằng Rumit này là một hàng của Hàn Quốc sản xuất cho anh em. Đó, nó không có hình chữ trên đây. Thì nó kêu loại hàng đua chuột, nút bấm. Đó. Nó rất là đẹp luôn. Bên trong. À, máy hoạt động thì êm mượt rồi. Đó, không lỗi lầm. Đó, quay ngược ok, quay tới ok. Đó, pha dính nha nè, máy gà bếp. Rất là mượt nha. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 3.500 như này, 3.500 4.000, cước số 3 được 180m, cước số 4 được 150m nha. Đó. Rất là nhỏ gọn nha. Đó. Anh em có thể câu lua, câu lăn xe, câu cha, chép, câu thêm, câu đa năng nha nè, rất là êm mượt. Rồi, giá máy thứ nhất, giá công khai là 250k cộng ship nha. Tiếp theo máy số 2. Thì máy số 2 đây cho mọi người gọi là vẫn là một con máy hàng xích. Thì con này chắc của China xuất Nhật rồi. Được cái là máy này máy 5.000, nồi nhựa nha anh em, nồi nhựa carbon chạy mặt đạn. Thì con này cước 5 cho tôi 170m, cước 6 được 150m. Thì ra tầm khoảng 5.000-6.000. Thì con này hoạt động ok nha mọi người, hoạt động ok, im mượt nha. Đó. Thì xây này xây 5.000 thì anh em có thể đánh cha, đánh chép, con đặt xe thoải mái nha. Anh em vào tập câu thì lấy con này đánh rất là ok nha. Hàng xuất riêng cho xuất cho thị trường Nhật nha anh em. Con này chắc của China sản xuất rồi. Thì con máy số 2 giá công khai là 200 anh em, 200 cộng ship máy số 2. Đó. Hoạt động ok nhé. Tiếp theo máy số 3. Máy số 3 em đây cho mọi người một con Daiwa ST. Đó. Daiwa ST 6500. Đó 6650. Thì con Daiwa ST 650 này có xe tương đương ra tầm khoảng 2000 thôi anh em. Đó. Bự hơn hai tay em tí. Nó xin ra tầm khoảng 2.000 thôi. Hàng nội địa Japan Nhật. Ngoại hình đây anh em. Đó. Rất là đẹp nhé. Ngoại hình đẹp. Tay loay kim loại. Mặt cổng ok rồi. Không bỏ lầm. Con lăn đẹp. Quay ngược ok. Quay tở ok. Nó cước ok. Đó. Rồi. Giá công khai máy số 3. Giá công khai là 200 anh em. 200 cộng ship. Máy nội địa. Thì con này thích hợp cho anh em câu tôm, câu cá mè, câu cá hanh, câu chắp. Giá 200k cộng ship nha, ngoại hình đẹp nha mọi người. Tiếp theo máy số 4. Máy số 4 lên cho mọi người một con máy Ryobi. À, một con Ryobi. Thì con Ryobi này vẫn là một con Ryobi của Nhật sản xuất nha nè. Đây, hàng Made Japan. À, rõ ràng. Thì con Ryobi này có xe tương đương tầm khoảng 3.000 nha nè. Cước giờ tầm khoảng 3.000. Cước số 3 được 200m, cước số 2 được 290m. Tổng thể ngoại hình còn khá là ok nha, không xước xát nhiều. Đó. Hàng nội địa. Đặc tổng ok, đó, không lỗi lầm. Mô bên còn vô sống. Lấy cước ok. Rồi, giá công khai máy số 4, giá là 200 nha anh em, 200 cộng ship máy số 4. Tiếp theo máy số 5. Máy số 5 lên cho mọi người là một con Daiwa. Thì con Daiwa này vẫn là một con Daiwa hàng của Nhật sản xuất. Xe tương đương tầm khoảng 3.000-4.000. OV là bên bên sóng. Lấy cước ok. Đó. Tổng thể ngoại hình thì có xước xác nha anh em. Xước xác. Hoạt động ok nha mọi người. Hoạt động mượt mà nhé. Nghe gợt ok. Quay tới ok. Rồi, ngồi bên là một bên sóng. Giá công khai máy số 5, giá là 200 anh em, 200k cộng ship máy số 5. Tiếp theo máy số 6. Máy số 6 lên cho mọi người là một con máy Shimano. Thì con Shimano này một con Shimano full carbon anh em, nồi carbon, thân carbon. Máy rất là nhỏ, gọn, nhẹ. Thì con Shimano ở xe tương đương là tầm khoảng 2.000-3.000 anh em. Cước số 2 được 200m, cước số 3 được 140m. Thì con Shimano này sản xuất tại Korea nha anh em, sản xuất tại Hàn Quốc. Đây, đó. Tổng thể ngoại hình thì đẹp rồi. Đó. Không lỗi lầm xước xát gì nhiều hết.
máy hoạt động ok nè, đó rất là mượt nhá, đó mobin nó hoạt động ok, lô ok, lấy cước ok, đó mobin là mobin sống. Đó. Rồi giá công khai máy số 6, giá là 250k cộng ship nha. Tiếp theo máy số 7, máy số 7 lên cho mọi người là con Daiwa ST 1000, đó Daiwa ST 1000. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 4.000-5.000 nha anh em. Xe tương đương tầm khoảng 4.000-5.000. Anh em có thể câu lăng xe, câu cha, chép thoải mái rồi đó. Câu biển cũng được. Con này là full carbon nha anh em, thân carbon, là carbon. Mô bình kêu, sống nó cứ ok. Thì những máy này đổi trái phải bình thường nha mọi người đó. Thì con này sản xuất tại Taiwan nha anh em, sản xuất tại Taiwan, một con Daiwa sản xuất tại Taiwan, xe 4.000-5.000, hoạt động ok nha anh em, hoạt động ok em mượt, không lỗi lầm, một bên là một bên sống. Rồi giá công khai con máy số 7 giá là 300 nha anh em, 300 cộng ship máy số 7. Tiếp theo máy số 8, con máy số 8 lên cho mọi người một con Daiwa ST 900. Đây, Daiwa ST 900 Badberin. Nồi này nồi vẫn là nồi carbon, thân thân carbon. Xe tương đương ra tầm khoảng 4.000-5.000. Cước 4 lên 190m, cước 5 lên 150m. Daiwa. Hàng này hàng sản xuất tại Taiwan nha anh em. Daiwa Taiwan. Tổng thể ngoại hình thì cũng rất là ok nhé. Đó, không có xước xát gì nhiều hết. Thì máy bãi thì những tình trạng thế này không thể tránh khỏi rồi, hoạt động ok nha mọi người, hoạt động ok em mượt, mua bên là mua bên sống, lấy cước ok đó. Rồi giá công khai máy số 8 giá vẫn là 300 nha anh em, 300 cộng ship máy số 8. Tiếp theo máy số 9, thì cái máy số 9 đem lên cho mọi người là một con Daiwa Long Cát. Thì con Daiwa Long Cát này vẫn là một con thăng carbon, là carbon một bên sống đó, máy cước ok, con lăng ok. Thì con này được sản xuất tại Thái Lan nha anh em, con này sản xuất tại Thái Lan, con số 9 được sản xuất tại Thái Lan. Thì con này có quay không có tiếng kêu gè gè nha anh em, đó không có tiếng kêu gè gè, hoạt động thì ok rồi đó, có xuất sắc đi ti nè đó. Rồi giá công khai máy số 9 giá là 300 nha anh em, 300 cộng ship. Thì con máy số 9 có xe tương đương là tầm khoảng 5.000-6.000 nha anh em. Cước 5 được 200m, cước 6 được 150m nha. Đó. Anh em câu tra chép lần xe thoải mái nha. Một con máy hàng này thì dạng thuộc dạng là nồi đồng có đá nha anh em, câu rất là bền. Rồi, số 9 300 cộng ship nha anh em. Tiếp theo máy số 10. Thì con số 10 cũng lên cho mọi người một con máy của Shimano. Một con máy của Ryobi chứ, lộn, một con máy của Ryobi. Đua chuột đó. Tiếng kêu rất là lạ nha anh em. Thì con này một con full ngoại hình carbon. Đây. Máy carbon nha anh em. Đó. Thì con này có chức năng là phá tiếng kêu nha anh em, nó quay không kêu gè gè. Đây. Tắt. Đó, không kêu. Hoạt động thì êm mượt rồi. Đó. Một đường chiều rất là đã nha. Thì hàng này hàng của Nhật sản xuất cho anh em, máy Japan. Thì con này có sẽ tương đương là tầm khoảng 3.000-4.000 anh em. Cước 3 được 290m, cước 4 được 200m, cước 5 được 160m. Thì những con đôi chuột này nè, cấu tạo của nó kéo rất là khỏe nha anh em. Anh em về câu vô tư đó, cả 5kg này kéo thoải mái luôn, rất là mượt nha mọi người. Đó. Một bên sống. Rồi giá công khai máy số 10 giá là 350k anh em, 350k cộng ship máy số 10. Tiếp theo máy số 11, thì con máy số 11 lên cho mọi người là một con của Daiwa. Thì con này là một con Daiwa Jupiter, mobin là mobin số đó, tiếng kêu rất là đã nha, lấy cước thì ok rồi. Thì con này được sản xuất tại China nha anh em, Daiwa sản xuất tại China. Nhưng mà ngoại hình thì rất là được xem là ok rồi. Đây nó có muối ăn cái này tí nè, tay quay cũng vậy. Thì máy đây hoạt động ok đó, rất là mượt nhá. Đó, anh em nào câu lua, câu tôm, câu cá mè, câu hành cháp thì lấy về câu, rất là ok mượt mà. Đó.
những dòng đây qua nè, đánh dạng nồi lọc có đá luôn, bao hư đó, rất là khỏe. Rồi con này có xe tương đương là tầm khoảng 3.000 anh em, 2.000-3.000, cước 2 được 200m, cước 3 được 150m, giá công khai của máy số 11 giá là 250k cộng ship nhé. Tiếp theo máy số 12, có 12 em lên cho mọi người là một máy Jupiter. Thì con Jupiter là con Jupiter X, được sản xuất tại Thái Lan. Đây nó mới Thái Lan, nhưng mà được cái con này mới nha anh em, mới đẹp đẽ, rất là đẹp luôn đó. Thì con này có xe tương đương là tầm khoảng 2.000 anh em, nó xe tương đương là tầm khoảng 2.000, cước 2 như được 150m, 3 được 100m. Thì loại này thích hợp cho anh em câu tôm, câu hanh, cháp, câu cảm giác, câu ISO, câu cần tài trợ máy đó, rất là đẹp nha anh em, con này rất là đẹp luôn, hoạt động cũng rất là mượt nè, thấy không, được mà đó, không lỡ lầm, khá là dính đó, được, ok, rất là mượt, quay tới ok, một bên vẫn là một bên số đó, thằng carbon, nồi carbon. Rồi giá công khai mã số 12 giá là 300 nha anh em, 300 cộng ship. Tiếp theo mã số 13, thì con 13 em lên cho mọi người là một con máy đây qua, dòng này dòng đây qua Gen nha anh em, dòng đây qua Gen. Thì con này được của Nhật sản xuất nha, bên Japan. Thì tổng thể ngoại hình đây anh em, ngoại hình nó có xuất sắc đi ti nha, xuất sắc đi ti. Được cái được anh Nhật sản xuất thì chất lượng rất là ok luôn nha mọi người. Để em thêm tổng số cước xem. Thì con này có xe tương đương là tầm khoảng 3.000, cước 3 được 150m, cước 4 như được 100m, mô bin là mô bin số. Tổng thể ngoại hình đẹp, thì hoạt động rất là mượt nha anh em, hoạt động bao mượt mà luôn đó, rất là mượt. Quay ngược ok nè, quay tới ok nè đó, mô bin sóng. Rồi giá công khai máy số 13 giá là 350k cộng ship nha. Tiếp theo máy số 14, có 14 lên cho mọi người là một con Daiwa, vẫn là một con Daiwa Gen hàng Japan. Thì con này đây nó bị muối một tí cái này nó xước xét cái này tí, nội vẫn nồi carbon, thằng hàng carbon đó. Thì con Daiwa Gen này có xe tương đương là tầm khoảng 3.000 nha anh em, 3.000, cước số 3 được 150m, cước số 4 được 100m. Thì cái này nó còn dây bia trong đây luôn nè, nó tặng cho anh em luôn. Bê mịn nha nè, bê xịn đó, bê này chắc bê 8 rồi đó, mô bên sóng, mô bên số luôn đó. Tổng thể ngoại hình ok, con này của Nhật sản xuất nha nè, mắc lên Japan, hoạt động ok nha nè, hoạt động êm mượt nha đó, không lỡ lầm. Thì em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nha, nếu cần lỗi mà không dám đếp lên á, em nhận hàng là hoài lại hết nha. Rồi giá công khai 14, giá là 350k cộng ship. Tiếp theo mã số 15, thì con máy số 15 là cho mọi người là một con máy Daiwa Green. Thì con này vẫn là của bên Japan nha anh em. Được cái là con này có xe bự nha mọi người, con này xe gờ tầm khoảng 5.000 nha anh em, cước 5 rồi 150m, cước 4 đến được 200m. Thì con này anh em có thể đi câu lăng xe, câu cha, câu chép thoải mái nhé, câu biển luôn, câu lùa cũng được. Tổng thể ngoại hình còn nhìn còn khá là ok nha mọi người đó, con lăng bình thường hết nha anh em đó. Đây, dòng đây qua Gen mua biển số. Thì dòng Gen này của Nhật này thì khỏi chê à, đó, hoạt động khỏi chê, rất là mượt luôn. Tay quay tao bay kim loại nha anh em, đó, anh em cho anh em bao nại bao cảo luôn. Mô bên sóng nè, đó. Rồi giá con khăn máy số 15 giá là 350k cộng ship nha. Tiếp theo máy số 16, có 16 lên cho mọi người là một dòng máy của Shimano, dòng máy khá là nổi tiếng. Con này một con Shimano Holiday đó. Thì con Shimano Holiday này Shimano 3.000, cái xe tương đương ra tầm khoảng 3.000, cước 3 được 150m. Thì dòng Holiday này thì của Malaysia sản xuất nha anh em, Malaysia sản xuất, xuất cho riêng chỉ thường Nhật, chạy battery, chạy mặt đạn.
tổng thể ngoại hình đi, có xuất sắc đi tin nhé. Đó, nhưng mà chất lượng hoạt động thì không có gì phải bàn. Đó, rất là mượt. Tay quay kim loại nha mọi người, bao mượt mà nhé. Đó, anh em có thể câu lua, tập lua lấy món này đánh rất là ok nha. Đó, rất là mượt. Lua bên sóng. Rồi, giá công khai máy số 16, giá là 350k cộng ship nha anh em. 350k cộng ship máy số 16. Tiếp theo máy số 17. Thì có 17 lên cho mọi người một con máy Shimano Holiday. Thì con Holiday là một con Holiday 6000 nha anh em. Khá là bự đó. Con này thì thân carbon, nọc carbon, được sản xuất tại Malaysia. Đó, thì máy có xuất sắc nha mọi người, máy có xuất sắc. Được cái nó có cái xây của nó là xây bự. Thì xây của Holiday này thì khỏe rồi, nó khỏe và mực. Đó. Thì xây 6000 này thì anh em có thể câu cục cha, câu chép, câu lăn xê, câu lục. Đánh bạc bãi không thôi câu lua. Đó, dạng đánh bầu lực là ok rồi. Máy rất là khỏe nha. Thì con này 6000 có xây cứ số 6 được 150m, cứ số 5 được 200m nha. Shimano con lăn lăn bình thường, Malaysia sản xuất và cộng ok, máy xuất sắc. Rồi, giá công khai máy số 4, giá là 400 anh em, 400 cộng ship máy số 4. Tiếp theo máy số 18, có 18 lên cho 10 là một con máy Daiwa Pinter vậy đó mọi người. Đây một con Daiwa Pinter thì máy KBS, ngoại hình tương đối sáng nè, nó nò kim loại. Thì con này được China sản xuất cho em, đây qua China sản xuất. Ô bên sóng. Con lăn ok. Đó. Tổng thể màn hình ok nha mọi người. Đó. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 6000 nha anh em. Cước 6 được 150m, cước 5 được 200m nha. Tổng thể ngoại hình đẹp nha mọi người. Đó, tổng thể ngoại hình đẹp. Thì nó có xước xác cái này à. Cái này nó chóc lớp mạ nha mọi người, không sao, được cái là hoạt động nè, rất là mượt luôn. Đó, máy ABS cho anh em, máy nó để là có ABS, ABS được sống, hoạt động rất là mượt nha anh em, hoạt động rất là mượt mà luôn. Thì xây này anh em về câu câu lăng xê, câu cá cha sẵn hàng ok nhé. Rồi, giá công khai máy số 18, giá là 450k cộng ship nha. Tiếp theo máy số 19. Thì con 19 đang lên cho mọi người là một con máy Shimano Otega. Thì con Otega là con Otega của Nhật sản xuất nha anh em. Đó, con này chất đời khá là sâu rồi. Tay quay gỗ nè, máy có xước xác nè, đó. Máy xước xác nha anh em. Máy số 19 nha, máy xước xác, máy chạy hai mặt đạn. Nhưng mà được cái nó hoạt động mượt. Đó. Con máy hàng thế này rất là chắc luôn. Mượt và trâu bò. Đó. Về ngược ok, về tới ok. Đó. Thì con này 3000, cước số 3 được 150m nha. Rồi, con máy số 19, giá công khai là 400 nha anh em. 400 cộng ship máy số 19. Tiếp theo máy số 20. Máy 20 em lên cho mọi người là một con máy Shimano Beer Master. Thì con Beer Master này vẫn là một con Beer Master của Nhật sản xuất nha. Đó, máy màu trắng. Thì máy có xước xác đây. Đó, máy xước xác. Đó. Máy xước xác nha mọi người. Đó. Nhưng mà được cái thì hoạt động thì khỏi chê. Đó, anh em không quan trọng ngoại hình thì quan trọng hoạt động thì nó đây. Đó, rất là mượt nha. Tay quay vẫn là tay quay đúng gỗ. Quay ngược ok. Quay tới ok. Bộ bên là bộ bên sống. Lấy cước ok. Đó. Quá ok rồi. Đó, con này xây 2000, thích hợp cho anh em câu tôm, câu hanh, chắp, đánh cảm giác, câu ISO, câu cần tay chở máy nha. Rồi, giá ông sai số 20, giá là 500 anh em. 500 cộng ship. Tiếp theo là máy số 21 nha anh em. Đây. 21 là một con máy Gagen. Đó, Gagen. Thì con Gagen này con Gagen đời cao nha anh em. Đó, ABS đầy đủ nha. Đây. Rồi kim loại nè, ABS nè,
thì con này gần cách xe tương đương ra tầm khoảng, để em xem thông số cước xem, 5.000 anh em, con này ra tầm khoảng 5.000, thì anh em có thể câu câu lóc nè, câu cá cha, câu đăng xe thoải mái nha. Nồi thì ok rồi, đẹp rồi đó, không có mối ăn gỗ nhiều đó. Mô bình dặn quảng kêu con lăn đồng thao nè đó. Thì con này sản xuất tại Thái Lan nha anh em, Gren ABS đầy đủ, con trọng rất là mượt nha đó, mượt mà đó. Pha dính, pha dính, quay ngược ok nè đó. Quay tới ok nè đó, quá ok rồi, ngoại hình thì ok, tầm nhìn còn tương đối sáng nha, không có xuất sắc nhiều đây đó. Đây rồi, giá công khai máy số 21, giá là 650k cộng ship nha anh em, máy số 21. Tiếp theo máy số 22 lên cho mọi người là một con máy Daiwa Emblem. Thì dòng Emblem này dòng của Nhật nha anh em, dòng là đề sản xuất. Thì dòng Emblem này thì nó có ABS nha mọi người. Đây, ABS. Ngoại hình nó đây, nhìn còn tương đối ok nha. Đây, xuất sắc tí. Tổng thể nhìn ok. Mô bin thì mô bin sống. Nồi thì ok rồi mọi người. Đó, nồi thì ok. Nhật thức xếp bên. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 5.000 luôn nha anh em. Cước số 5 được 150m, cước số 4 được 200m. Đó. Thì máy hoạt động bên em, hoạt động mượt mà nha. Dòng MLM này rất mượt mà rồi, không có che đâu được. Đó. Pha dính, pha dính là đã đầy đủ nha. Quay ngược ok, quay tới ok. Đó. Dòng này anh em câu lóc rất là ok luôn, câu lóc lăn xe, chép, câu cha. Rồi, giá công khai máy số 22, giá là 900 nha anh em, 900 cộng ship máy số 22. Tiếp theo máy số 23. Thì 23 lên cho mọi người một con Daiwa Gregos. Đó. Gregos. Đây, một dòng Daiwa Gregos. Thì con Daiwa Gregos này một con Daiwa có xe tương đương là tầm khoảng, chắc con này ra tầm khoảng 6.000 nha mọi người. Đây. Bự hơn con 5.000 khá nhiều. Đó. Con này thông số là BE nha anh em. À, cước bè số 2.5 vô được 300m, cước bè số 3 vô được 250m. Đó, giờ tầm khoảng 6.000-7.000 nha mọi người. ABS đầy đủ nha anh em, ABS đầy đủ, hoạt động ok nè, rất là mượt. Bây giờ con này có chức năng phá qua phá lại quay ngược đó, nó bị hư rồi đó, nó bị mất cái cây gãy ở đây rồi đó, nhưng mà hoạt động thì quay tới thôi đó, rất là ok nha. Đó, tổng thể ngoại hình ok, ABS đầy đủ, ngoại hình vẫn có xuất sắc li ti nha mọi người, ngoại hình xuất sắc li ti. Máy hoạt động ok nè đó. Thì con này được Việt Nam sản xuất nha anh em, được Việt Nam sản xuất, xuất riêng cho thị trường Nhật nha. Rồi, giá công khai con này 650k cộng ship nha, 650k cộng ship một con Daiwa Gregos. Máy số 23. Tiếp theo máy số 24. 24 là cho mọi người là một con Daiwa ST2. Thì con Daiwa ST2 này có xe tương đương ra tầm khoảng 6.000-7.000, cước số 6 được 230m, cước số 7 là 190m nha. Đó, ra tầm khoảng 7.000 đó, để cước ok. Ngoại hình đẹp, nồi ok nha nè, nồi bóng nha. Đó. Đây, nó có vết mối gian nhẹ cho này nè, đó. Tất cả lại bóng lớn cái nồi đó. Ngoại hình đây có xước xác nè đó. Đây, xước xác đây tí nè. Tay quay thì đổi trái phải bình thường nha. Máy hoạt động ok đó. Máy hoạt động bao khỏe luôn đó. Dòng ST này thì anh em bao cảo cá nha mọi người đó. Bao cảo cá anh em luôn. Ở bên sóng con lăn ok đó. Tổng thể ngoại hình. Rồi, giá công khai máy số 24, giá là 500 nha anh em, 500 cộng ship máy 24. Tiếp theo máy số 25. Cần 25 lên cho mọi người là một con Daiwa XT 5000X. Đó. Thì con này có cây khá là bự nha mọi người. Con này dạng săn hàng. Một bên sống. Thì
Con này có xe tương đương là tầm khoảng 9.000 anh em. Đó, cước 8 được 230m, cước 7 được 270m, cước 6 được 320m. Đó, xe ra tầm khoảng 9.000, 10.000. Đây, tổng thể của hình đây nè, có xước sát li ti nha. Đó, xước sát li ti. Đây cũng vậy. Bên đây cũng vậy. Đó, xước sát li ti nha. Thì nồi thì đây. Đó, có dây sẵn luôn. Anh em có thể về để vào trong. Đây qua hàng của Nhật sản xuất, hoạt động ok. Đây đặc biệt con lăn nó, con lăn quẳng lăn bình thường nha mọi người. Đó, con lăn dạng anh em nói lăn trợ lực nè, rất là khỏe nha. Về tới ok, về lui ok. Đó, rồi giá công khai máy số 25, giá là 550k cộng ship nha. Đó, 550k cộng ship máy số 25. Tiếp theo máy số 26. 26 lên cho mọi người là một con Daiwa XT4. Thì dòng XT4 này, dòng XT4 nội địa, không in chữ dưới đây đó, nhưng mà được cái nó nội địa. Đây tổng thể ngoại hình nha mọi người, xuất sắc. Đây qua thì con này có xe tương đương tầm khoảng, em xem xe tương đương tầm khoảng 10.000 anh em, 9.000, 10.000, cước 8 được 240m, cước 10 được 190m. Thì nồi thì ok rồi. Đó, nồi còn tương đối sáng nha mọi người. Đó, hoạt động đây, góc là mượt nha anh em, hoạt động mượt mà luôn á. Tay quay, tay quay kim loại, con này chạy hai mặt đạn. Đó, về cho anh em săn hàng. Đó, đánh bông lau, cảo cá. Đó, đánh rất là thoải mái luôn. À, dạng này là dạng nồi đồng có đá. Rồi giá công khai máy số 26, giá là 550k cộng ship nha anh em. 550k cộng ship máy số 26. Tiếp theo máy số 27 thì con 27 em lên cho mọi người một con máy của Ryobi. Thì dòng Ryobi là dòng Ryobi No 5 nha anh em, No 5 tem vàng. Đó, chạy 3 mặt đạn. Đây thì dòng Ryobi này lực kéo rất là khỏe nha anh em, kéo rất là khỏe luôn. Những câu ni lông đây còn nè, chưa tháo nè. Đó, tổng thể ngoài hình thì có xước sát nha anh em, máy có xước sát. Hàng quẳng là máy của Mercedes-Benz. À, nó 5 cốt, dạng cốt to nha anh em, cốt to chà bá luôn. Đó, thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng, để em xem, có xe tương đương ra tầm khoảng 10.000 anh em, 9.000, 10.000, cước số 8 thì được 230m, cước số 10 được 190m. Tổng thể hoạt động đây, à, rất là mượt nha mọi người. Đó, hoạt động rất là mượt, phá về ngược ok, được tới ok. Đó, rất là mượt nha anh em, con này cảo cá thì bao ok luôn á. Em câu lúc trước thì em câu dòng Ryobi này đó, rất là khỏe. Đó, rồi giá của máy số 26, giá là 600 anh em, 600 cộng tiếp máy số 26. Tiếp theo máy số 27 thì có 27 lên cho mọi người là một con Daiwa, đó là một con Shimano. Thì con Shimano này một con Shimano cói nông mô bin chết nha anh em, em nhắc lại con này một con cói nông mô bin chết, mô bin nó không có xây được nè. Đó, máy sao thì em cố em nhắc mạnh để cho nó nha anh em, con này có nông mô bin chết nha. Đó, còn Shimano GT 5000. Đó, con này của Nhật sản xuất nha, hoạt động ok. Đó, hoạt động ok. Thì dòng mô bin chết này chuyên cho anh em câu bạo lực, dạng đóng một phát là lên bờ luôn chứ không có nhiều cá. Anh em câu lóc cũng vậy. Đó, cho anh em câu lóc. Thì con cái nồi con này á, tiếp 5 thì cước số 5 như đồ 150m cho anh em. Đó, tiếp 5 cước số 5 như đồ 150m. Rồi giá công khai mã số 24 ở 28, giá là 400 cho anh em. Đó, thì có một số anh em có thể độ thì mua bên sống được nha. Đó, bản giá là giá mua bên chất, giá là 400 nha anh em, 400 cộng ship mã số 28. Tiếp theo máy số 29. À, con 29 em lên cho mọi người một con Olympic.
thì con này nó chỉ quay tay phải thôi anh em, chỉ quay tay phải thôi, không đổi tay được nha. Tất cả những máy còn lại thì đổi tay được, con này chỉ quay tay phải thôi. Đó, em nhắc lại chỉ quay tay phải thôi nha anh em. Đó, con lăn đi, dạng lăn trợ lực nè. Đó, cốt và cốt trợ lực nè. Đó, nồi kim loại nè. Thì nồi này thì nó có xuất sắc nè anh em, xuất sắc PT nè. Đó, thông số trên nồi thì sẽ bay rồi, nhưng mà xây này á, theo em đón nó ra tầm khoảng 10.000 anh em, 10.000 có hơn nữa. Hàng biết hàng của Japan sản xuất. Đây, hoạt động ok rồi, đó. Hoạt động ok, không lỗi lầm, đó. Rất là ok nha anh em. Cái gãy cước nè, tính chúng cái cần quay nó kêu nha mọi người, đó, mô hình sống nè, đó. Hoạt động rất là mượt cho anh em đó. Rồi, giá công khai của máy số 29 giá là 350k cộng ship. Và nó sẽ bị mất cái đầu chụp ở cái đuôi này nè đó. Bên ngoài thì cái đuôi này nó có đầu chụp, nó bị mất cái đầu chụp nha, nên giá nó sẽ bèo 350k cộng ship nha nè. Máy số 29, máy số 30 ra cho mọi người là một con máy Ryobi, thì vẫn có cốt trợ lực, con lăn trợ lực. Đây, cái đầu chụp nó vẫn còn đó. Con này thì đầu chụp nó còn nha mọi người đó. Rồi còn ok nha mọi người đó. Thì con Ryobi này vẫn quay tay phải thôi nha em, không đổi tay được nha đó. Chỉ quay tay phải thôi, không đổi tay được. Mô win vẫn là mô win sống nè đó. Nó carbon cõi cổ nông, con lăn trợ lực, cốt trợ lực đó. Và cộng rất là mượt nha mọi người đó. Thì con này có nồi nó cước số 4 á, như được 170m, cước số 3 được 210m nha. Nhưng mà cái sát máy ra tầm khoảng 10.000 anh em, 10.000 đến 8.000. Rồi, giá công khai máy số 30 giá là 450k cộng ship nha, 450k cộng ship. Máy hàng Japan. Tiếp theo ra cho mọi người là một con máy dạng huyền thoại rồi. Đây là một con máy Daiwa Milongmax 6000 đó. Dòng Daiwa Milongmax 6000 này quá nổi tiếng. Tay quay dạng tay quay cổ nha mọi người đó. Rất là đẹp nha, dòng Milongmax hàng nội địa nha mọi người, dòng Milongmax là dòng nội địa. Lăn trợ lực đây, cốt và cốt trợ lực luôn. Đây, lớp dầu mỡ này nó còn anh em thấy không? Đó, máy còn rất ok nha. Thì con này đảm bảo với anh em là chưa gơ nè, chưa gơ nhông luôn. Đó. Dòng này rất là khỏe, thuộc dạng quyền thoại rồi, quyền thoại trong những quyền thoại rồi. Đó. Rất là khỏe nha anh em. Quay ngược ok nè, quay tới ok nè. Thì con này có xây gơ tầm khoảng 10.000 tới 12.000 nha mọi người ha. Con Milongmax này tới gơ tầm khoảng 10.000, 12.000. Mua bây giờ mua bên sống. Rồi, giá công khai máy số 31 giá 750k cộng ship nha em, 750k cộng ship máy số 31. Tiếp theo còn một con hàng khủng. Đây, con này một con máy Shimano carbon, Shimano carbon. Đây, carbon nát đây đó. Thì con này toàn thân carbon, nồi carbon nguyên khối nha mọi người. Đây, nó hoa quăng đây đó, dạng giống như cặn của anh em sẵn hai da vậy đó. Thì con này nó sẽ sẵn cái nồi đó, nguyên khối. Rất là đẹp. Khỏi chè ra được, lăn trợ lực đó. Cốt và cốt to. Máy đua chuột cho anh em, máy đua chuột phá một bình chát nè đó. Hàng Japan, hàng Nhật, tay quay núm gỗ, hoạt động rất là mượt, lắc tay thôi cũng quay nữa nè đó. Rất là mượt cho mọi người đó. Máy có phá âm, máy ngược nè đó. Quay tới nè đó.
rất là ok nha nè. Mô bin là bên sóng nè, đó, mọi chức năng hoạt động bình thường hết, máy cũng rất là ok luôn. Chuyên săn hàng thì con này cước số 18 vô được 150m, cước số 6 được 170, cước số 16 được 170m. Nếu anh em đánh cước số 12 thì cho được 220m anh em. Đó. Đủ biết đột khủng của con này thế nào. Rồi. Giá công khai mã số 32, giá là 1.600.000 nha anh em, 1.600.000 cộng ship mã số 32. Con máy cuối cùng nha anh em. Tiếp theo là mã số 33. Thì con 33 này thuộc dạng hàng tiễn nha anh em. Thì con này một con máy Daiwa Emblem. Đây qua em lên 5.000 T, dòng này còn rất là mới luôn. Mực cứng nha. Thì con này rất là thích hợp cho anh em câu lục, câu bạc bãi. Anh em có thể câu cha, câu chép, câu lăn xê rất là thoải mái nha. Dòng này rất là khỏe. Thì con này có xe tương đương là tầm khoảng 9.000 nha anh em. À, cước số 8 được 200m, cước số 10 được 150m, cước số 7 được 200-250m. Mô bên là mô bên sống, không độ chế gì hết nha. Con đang là bằng đồng thau nè. Đó. Máy hoạt động thì rất là mượt rồi. Đó. Không cần cãi đâu hết. Đó, rất là mượt như nè. Quay ngược ok nè. Đó. Về tới ok nè. Đó. Rất là mượt. Mô bên sống. Tổng thể ngoại hình ok hết nha. Rồi, giá công khai con này của Nhật sản xuất. Đó, rất là mới. Giá công khai máy số 33, giá là 1.200.000 anh em, 1.200.000 cộng ship máy số 33. Tiếp theo máy số 34. 34 lên cho mọi người một con máy Shimano. Con Shimano này một con Shimano Aros nha anh em. Power Aros 7.000. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 8.000 nha anh em. Đây, cước số 8 được 120m, cước số 10 được 150m, cước số 6 được 300m. Mô bên là mô bên sống. Con lăn là lăn ok nè, con lăn ok nha mọi người. Đó, cốt là cốt trợ lực. Đó. Cốt dặn ok. Có chống gối nè. Nồi kim loại. Mà còn rất là mới luôn. Thì loại này anh em có thể câu câu lục, không thôi anh em có thể câu bạc bãi săn hàng. Máy quay rất là nhẹ nha mọi người. Đó. Lắc thôi cũng quay nữa nè. Đó. Rất là nhẹ luôn. Đó. Đó, quay ngược ok. Đó, quay tới ok. Bô bên là bô bên sống. Đó. Cốt ok nè. Đó. Rất là ok nha. Rồi, giá công khai mã số 34, giá là 1.300.000 nha anh em, 1.300.000 cộng ship máy 34. Tiếp theo qua đây là qua những con máy lua. Con máy số 35. Thì con 35 lên cho mọi người một con máy Shimano Biomaster. Thì con Biomaster là một con Biomaster 4.000. Đó. Con màu trắng, trắng ngọc trinh. Ốc đây anh em. Ốc đây chưa tháo nha. Đó, rất là mới nha. Nồi thì còn ok nha mọi người. Thì con này Shimano 4.000 thì sẽ chuẩn là 4.000, cước số 4 được 150m, cước số 5 được 110m. Đó, anh em có thể câu lăn xê, câu cha, câu chép, câu lóc rất là ok. Đây, mồi nó có bị xước nhẹ nè, đó. Thì những máy này thì em chịu cho quay cho anh em soi kỹ với anh em một tí. Shimano 4.000 hàng xếp bên đích tâm bị xước một tí chỗ này. Đó. Tất cả còn lại ok hết nha nè, còn lăn ok. Thì dòng này hoạt động rất là mượt. Đó. Dòng Shimano trắng thế này hoạt động cực kỳ mượt luôn. Đó. Rất là mượt nha mọi người. ABS đầy đủ nha. Đó, pha dính. Quay ngược ok. Quay tới ok. Đó. Một bên sóng. Đấy, cước ok. Rồi, giá công khai mã số 35, giá 1.600.000 nha anh em, 1.600.000 cộng ship mã số 35.
Tiếp theo máy số 36. Thì con 36 lên cho mọi người một con Nasus. Thì con này một con Nasus C5000. Thì có tặng cho anh em dây bia theo nồi nha. Dây này chắc còn ít nè. Đó. Thì để em xem con này đời bao nhiêu. Đó. Thì con này đời khá là cao đó mọi người. Con này đời 2011 nha anh em. Con này đời 2011. Đó, một con Nasus đời 2011. Thì dòng này thì được Malaysia sản xuất nha anh em. Đó, dòng Malaysia sản xuất, xuất riêng cho thị trường Nhật thôi nhé. Đó. Con này có xây là xây 5000, C5000 nhưng mà đời mà dòng máy như máy body nha anh em, máy body. Có nút chầm dầu nè, đó. Cước số 5 lên 135m, cước số 6 được 115m. Đó lọt. Đây, cái thông số cước đây. Đó. Cước số 4 được 190m, cước số 5 lên 150m, cước số 6 được 125m. Thì con này ứng câu BE thì BE số 2 được 320m nha anh em. BE số 9 đó, BE số 3 được 190m. Tổng thể màn hình có xuất sắc nè. Đó, xuất sắc. Nồi thì ok nha mọi người, nồi ok, tổng thể màn hình có xuất sắc. Đây cũng có xuất sắc nè. Máy thì hoạt động rất là mượt. Đó, đời khá cao nên hoạt động rất là mượt nha anh em. Đó. Rất là mượt mà luôn. Để mình sống. Để cước ok. Máy cài bếp đầy đủ nha. Máy iPad đầy đủ. Đó. Rất là mượt nha anh em. Rồi, con máy số 36 giá công khai là 1,7 triệu cộng ship nha. 1,7 triệu cộng ship máy 36. Tiếp theo lên cho mọi người một con máy số cuối cùng. Con máy số 37. Con 37 lên cho mọi người một con máy CPA BB. Đó. Con này một con C3000S, máy cối nông, hai nồi nha anh em. Nồi còn JBL nè, đó. Hai nồi như nhau nha, đều có nông hết. Thì con này BE thì nó đánh BE 0.8 á, giờ được 150m, BE số 1 giờ được 110m nha. Đó, hai nồi thì có thể anh em thích hợp đánh nhiều loại BE khác nhau, đó, tùy địa điểm. Thì con này được sản xuất tại Nhật nha anh em. Đó, con này được sản xuất tại Nhật. Như đời con này 2010 đó mọi người. 2010 2011. Máy hoạt động rất là mượt nha. Đó. Đó, máy hoạt động siêu mượt luôn. ABS đầy đủ nha anh em. ABS đầy đủ. Một bên sống. Thì đặc biệt con này nó có sơn ánh kim nha. Để em quay cho anh em xem. Đây mọi người. Đó. Con này sơn ánh kim nha. Đó, con này mà anh em ra nắng câu có khỏi chê đâu được. Đó. Rất là đẹp. Đây, đó, quay gần cho anh em xem. Đó. Nước sơn zin nha anh em, có xuất sắc đi tí đây tí hay nồi. À, máy của Nhật hoạt động mượt mà. Rồi, giá công khai máy số 37 giá là 2,3 triệu nha anh em, 2,3 triệu cộng ship. Rồi, đó tổng cộng 23 máy em lên cho hôm nay. Nếu anh em ưng nào chốt lên lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn em.